Rồi, xin chào các bạn. Hôm nay trời mưa, quá trời mưa luôn. Hôm nay mẹ mình làm một món để ăn chung với cái món dưa chua hôm qua nè. Đây, giới thiệu với các bạn, đây một chục chực trứng gà và trứng vịt. Vịt trời á các bạn, đây trứng vịt nè. Đây là trứng vịt, vịt trời. Gà này, vịt ăn lúa đó, gà cũng vậy đó nè. Nhìn gà nhỏ ha, này không phải gà công nghiệp mà người ta nuôi á. Mẹ mình gặp mà mua nè, nhiêu mười mấy trứng mà 40 mấy gần 50 ngàn á. Rồi thôi các bạn coi nhìn nè. Trời mưa bèm gồng lại đây, chú ẩn nè. Cái đó đây ha. Kìa, yeah, có cá lóc bự nữa kìa. Dạ. Đó muốn hôm qua mình ấy là mình thả xuống cho cá phi với cá trà tường nè. Nó ăn chứ mà tại nó chưa ăn kịp á, nó ăn hết trơn rồi đây. Kìa mày thấy nó ăn lỗ không, nhóc chân không? Ốc nó cũng bu nữa kìa. Ốc nó ăn nữa. Trời ơi, ba gao này mày thả mương có cá mà mày thả xuống là nó ăn hết trơn à. Đừng có sợ. Kìa con ốc kìa, các bạn thấy con ốc kìa. Nó bu. Bự chà bá luôn. Để mình vớt lên đây. Chờ nó không biết tới không biết nhào ầm xuống đây luôn. Y y y. Nè, con ốc bu đen. Đây, hôm nay mẹ mình kho thịt ba chỉ, ba chỉ kho rượu. Đó, nhìn ngon không? Cái hồng nè đó, ba chỉ rõ ràng luôn đó. Con lớp này lớp kia đó. Là cái ba chỉ sườn, sườn non nè. Sườn non. Sườn non nè. Sườn sụn. Rồi, bây giờ mình sẽ đi rửa hộp gà hộp vịt. Gà rửa vậy cho sạch rồi mới luộc. Nhìn cái trứng hộp gà ấy là hộp vịt trời, tưởng đâu là hộp vịt thuốc nè. Người ta chỉ người ta nói hộp vịt trời là màu xanh nhiệm mới ngon. Người ta nói vậy đó mà không biết làm sao, không biết cái người bán ta nói nói ăn cho mình mua gì không biết. Có nhiều người lộ hồi lộ khỏi rửa đi trời, không lộ rửa nó bể cái cánh thấm vô cho ta ăn khỏi còn bể, con để nguyên vậy luộc nó cũng thấm chỏng nữa. Bóp tay bóp được kìa. Ê, nhảy rồi nè, để mình vớt cho các bạn xem nè. Ô ô đó dạ. Rồi nó tiêu chân rồi. Đây đó, mẹ nó nằm theo đó, nó giữ đó nè. Không, này cá bự rồi, chắc hết dữ rồi. Lưu đi chỗ khác luôn nè. Cá lăm gồng nè các bạn, cá lóc con có đỏ hỏn không, từ nó sẽ bự lên. Mới đầu đó là chỉ thấy hai con mắt nó đó. Đỏ mà thấy hai mắt đen thui à. À cái đó là cá mắt mẹ nó không dữ lắm. Nay mình khai hết hiểm mình kho thịt nha. Trời mưa nè. Ớt nhà đi. Ớt nhà an toàn nữa. Mà có cái là nó hơi nhỏ. Nhỏ xíu á. Cái đó là con đâm chung với tỏi. Đâm chung với tỏi. Nó mỏng vậy mà cái bản nó vậy nè, đó. Coi vậy nó mới ngon. Này. Này kinh ra hai đi. Trứng da làm hai. Trứng da hai á, dài không ta? Dài. Dạ, dày ngắn, trứng hai đi. Cái vớt cái này một chút. Mình làm ba đi. Không, ba thì nó ngắn. Nè, thấy ba. Không? Ừ. Thì làm ba đó. Ba vừa. Mẹ vớt khúc này chứ không? Cái này thì hành bên này kia. Ê, sao mẹ không để ngay? Để cho nó ngay lại. Không có, mẹ tính mẹ làm như này nó không ngay. Trời ơi, thịt rã. Nhìn nó dễ. Coi vậy mới ngon. Này là ba gọi sườn các bạn. Rút sườn. Trời mưa quá trời luôn các bạn ơi. Rồi. Ngay chỗ cái trong đất của mình nó ngập rồi kìa. Vậy thì đâu có trộn được. Tại vì ở dưới là cái nền xi măng á, cho nên mưa có đông lại. Mà mưa không ngày mưa, ngày nào cũng mưa cho nên không có trộn đất để trồng được.
Hôm nay còn có nhiêu có mấy ô này, cho nên không có gì mới. Quay cho các bạn xem. Mấy cây kia thì nó đang lên kìa. Dưa leo có qua thì nó đang lên. Vài bữa mình sẽ bắt vàng cho nó. Giới thiệu cho các bạn hai trái. Đủ đủ 9 cây. À, đây một trái. Cái này chưa chín. Cái này chín đây nè. Cái chiến luôn các bạn. Cái chiến mà Dũng cũng sắp ấy rồi, ngục nụ rồi, không còn trái nữa. Lá thì nó không có, nó bị đốm đốm này các bạn thấy không? Nè. Nó không có xanh, tại vì ở dưới là cát không à, không dinh dưỡng không có. Trên đó kìa các bạn nhìn thấy trên đó kìa. Lá nó không có màu xanh đậm như đâu, nó xanh lục. Mày hái vô đi. Để chín cây dùm khi nó. Đấy. Này mổ vịt nè các bạn. Hái vô. Thì chín có ăn cũng được. Mà hầm ăn cũng được. Mà này hầm chắc mềm. Mình kho ớt, ủa kho mà thịt heo kho kiểu kho khác. Lấy cái kiểm làm bậy đó. Kiểm làm bậy đó. Ừ, đó, đó. Mày lấy hột ra hả mẹ? Ừ. Lấy hột ra. Mẹ tính mà đâm với tỏi luôn mà để coi xác thử là được không? Thấy công phu quá vậy. Quá vậy. Làm đâm với tỏi luôn. Làm từ trái về trái vậy. Thôi sao mẹ không đâm luôn cho nó lẹ. Thì mẹ nó tính mẹ đâm nè mà đi xác thử là được không? Không được thì hãy đâm. Chắc hơn 80 quá mẹ ơi. Ừ. Hồi xưa á con biết là kho thịt, kho rượu là con biết làm sao không đó. Sao? Hồi đó bà ngoại làm với mấy bà đồ làm á ha. Đâm này nè, vắt nước, lấy chỉ lấy nước không lấy xác. Ừ. Vắt nước vô, thịt ướp. Rồi nặng chút xíu chanh. Cho mỡ nó trong ha. À rồi đem ra nắng phơi khô. Phơi khô luôn hả? Phơi nắng rồi nó phơi khô. Phơi nắng cho nó trong cái rồi đem vô kho. Tưởng đâu. Tiểu một chút vậy đó. Tưởng đâu đem làm mà gọi một nắng luôn. Đó, thành ra con thấy là nó không có bệnh. Không có bệnh tỏi nè. Hôm nay trời mưa ướt nhẹp luôn à. Hết chỗ nằm luôn, leo lên nhà sàn. Bữa nay phá lệ cho nhà sàn nằm ngủ nha. Ở dưới là mưa ướt nhẹp rồi. Và bà ngoại kho thịt biểu mẹ điếm một miếng về là một muỗng nước mắm, muỗng canh nha, là điều chi à, một miếng về là một muỗng. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 miếng. Sao mà bây giờ còn thấy nó điếm hơn nữa, sao mà điếm 11 vậy? Miếng nhỏ. Rồi, bắt đầu bây giờ mình để tỏi ớt vô. Đường nữa. Đường. Từ đầu nãy mày nói là miếng lại muỗng đường chứ. Ngọt quá. Mà đem đi làm cầm chè luôn. Cái gì? À, gì? Muỗng nước mắm. Mẹ đường. Chưa nói hết. Chưa nói hết. Ủa sao mày muối rồi hả? Một chút xíu muối chứ không phải là nhiều. Là chút xíu muối là nặng cho nó trong cái thịt, hiểu không? Đó. Chút xíu muối là một muỗng muối các bạn đó. Giảm nước mắm kia lại. Là nãy mày đếm nhiều như cục vậy? Là 11 miếng. 15 cục mà. Có 11 hả? Chèn ơi. Nè. Bột ngọt. 2 muỗng bột ngọt thôi. Nãy mình có cho đường vô đó nha mẹ. Đường hồi nãy 1 miếng rồi. Bây giờ 1 miếng nữa, hồi nãy hình như gần 1 muỗng à. Bây giờ 1 muỗng nữa. Tại vì mình kho nước ấy. Nước dừa à? Dừa, thành ra dừa ít đường thôi. Rồi, mình bữa nay mình kho thịt cái kiểu của mình kho thứ coi. Mọi người nhìn coi làm sao nha, thấy ngon không? Rớp vậy đó. Rồi hơi nữa cho nó thấm rồi cái mình chặt nước dừa với nước mắm. Một miếng thịt về là một muỗng nước mắm. Ủa rồi mẹ xắt cục bự, lỡ mày cắt cục bự rồi sao? Bự thì muỗng bự. Xắt cục nhỏ là muỗng nhỏ. Muỗng nhỏ. Nó có đủ điều kiện hết trơn à. Thấy không, chưa hết là thấy ướt là thấy, nhìn thấy vậy là thấy là thấy là nó cũng đủ biết phê rồi. Biết ngon à? Ừ. Tính nó biết ngon á, không được. Tao hồi chưa ăn mà đi lấy khen. Thấy đó,
đủ điều kiện rồi đó. Rồi đem cái phơi nắng. Thơm nực nồng rồi, mưa gắt gắt mà phơi nắng. Rồi thấy lòng bàn đậy đây. Giờ mình đi chặt dừa với mà nước mắm để vô bắt nước lên, dừa lên tim mà để thịt vô, để thịt vô coi nước đồ để cho nó một lượt luôn vậy, nó bắt đầu chụm ghi hết bọt thịt rồi cũng ghi hoài nó sẽ thấm. Nước dừa đầu lường nước mắm này không ai mở này hết không ta? Chắc hết, hy vọng là hết, sẽ hết. Hết đâu? Hết mà. Bây giờ mình sẽ lên đường nước mắm. 11 muỗng nè, cái này là 2 muỗng nè. Cái giá, giá là 2 muỗng. 6, 8, 10, 5 giá. Phải không? 5 giá, điếm lại đàng hoàng 5 giá. 2 muỗng nhận 8 muỗng. Khó khô. 2, 4, 6, 10, 8, 10. Đó, đã đủ luôn, đủ luôn rồi. Vừa chiến luôn, bởi vậy mẹ nói là cho hết này đi. Rồi tao vậy là mình bắt lên cái nó lên tim. 10, còn mẹ còn thêm nửa muỗng nữa. 11 được rồi, tại vì mẹ trừ hao mẹ ướp miếng muối, đúng không? 11 muỗng. Trừ hao ướp miếng muối. Là giờ còn 10 muỗng. Khô khô quẹt cái chết luôn á. Là giờ còn 10 muỗng phải không? Còn 10 muỗng. À, đó giờ bắt lên cho nó lên tim. Để vô. Để vô rồi coi rồi nước lã rồi để vô nữa. Nói mềm. Ta miếng nước lã vô. Nó lên tim rồi mình để thịt vô. Đó. Dừa không? Thêm miếng nước. Mẹ nấu cái này có người nói mẹ nó kho thịt với ổng kho giống như nó canh. Nó canh nữa. Kho kho kiểu là phải vậy chứ con. Bữa mình kho lạc cũng vậy nữa. Để vậy hoài nè. Kho lạc cũng nói nấu giống nấu canh. Ngon. Nói vậy mình sẽ để sau lên mình vớt bọt mấy cái bận bận kìa các bạn thấy không? Kìa. Vớt bỏ nó đi để cho nó thịt nó trong. Vớt bọt sạch sẽ mới để hột vịt vô. Này là để cho nó sắc nữa nó xuống màu cho nó đẹp. Miếng nó cạn nó chưa được cục ngấy không nè, vừa ăn thôi nè. Ha. Phải không? Di truyền từ mẹ. Ngon, ngon ha. Để mẹ nêm coi. Đó các bạn, mẹ mình kho thịt xong là trời quang mới tạnh luôn nè, hết mưa luôn rồi. Đó đó. Kho để cho nó thấm. Rồi, giờ múc cái trứng này nó bị ấy nè, múc ăn trước. Này là để nó sắc từ từ nữa xuống vàng nữa đẹp nữa. Này là mình có chế thêm nước lạnh nữa nha. Pha nước lạnh nó mới thấm được cái thịt. Chứ nước dừa với nước, nước mắm không à, chưa không đủ. Mình kho rồi nó cạn sắc xuống cái nấu nước sôi chế vô thêm tiếp nữa. Rồi cạn nhắc xuống vậy là giết là đẹp. Đó, giờ ăn cơm thôi các bạn. Nó bụng ngay. Mình làm ra muống bằng rau muống đỏ. Làm dưa chua bằng rau muống đỏ. Mình làm dưa chua bằng rau muống đỏ. Mình làm ra nó màu thấy đẹp á không mọi người. Mình làm rau muống bằng rau muống đỏ. Nó lộn. Để mình ăn thử miếng nha. Còn các bạn nghe thấy tiếng giòn giòn không? Nó ngon. Na chua, na chua dưới không mẹ? Chua. Chua cũng ngon lắm á. Chua cũng ngon lắm mà. Mình mới học lại cái nghề này làm bà thím kế bên chính chỉ á. Không có trụng trước. Mình nấu nước đường đồ đàng hoàng hết. Rồi mình mới trụng. Mà mình nói cái giọng nói sao mà nó vậy, ai cũng nói mình giọng nói. Giọng nói giống đàn ông quá. Rồi. Mời các bạn dùng cơm, hôm nay mình ăn vậy thôi. Còn rồi. Đó, đây. Ăn với dưa chua. Chào mọi người. Mình bữa nay mình kho rượu ăn với rau muống làm dưa. Mời mọi người dùng với gia đình mình nha. Giống cười bị bình luận hoài mà sao cái gì mà cũng sửa lại được. Sao cười giống cười tay giống cười trời cho mà hay mà. Mà bà ngoại đẻ ra rồi cười tới giờ luôn nha, ai biết. Đây là trứng, này là trứng vịt đó mà. Trứng vịt nè, là trứng gà nè, nhỏ hơn nè. Trứng vịt. Rồi dầm ra. Này mới dầm đi, con cầm tay dầm nó nhảy bập xuống sông luôn ạ. Đó, mày cũng dám bập luôn.
Đó, thấy chưa? Nhìn nè, đó, thấy mình hóa không? Trứng nó ngon lành luôn. Bụp hết trơn luôn à. Đó. Nó thấm không? Nhấp luôn nổi trứng luôn nha. Thấm đây. Nhằn được luôn. Đây. Hột vịt này, hột vịt cò nè. Người ta nuôi lúa thành ra trứng cái chồng đỏ nó ngon á. Anh. Không có thức ăn. Ta nuôi có chục con. Hột vịt nó béo. Mà ăn nó thấm thịt nó thấm như đây nó đã mà. Ừ. Kẹp với miếng chua chua nè. Ừ. Chua chua hôm nay là mới một đêm mà các bạn. Đêm mà các bạn. Nó giòn. Mẹ làm hay á. Thành ra nó mới vậy á. Phải không? Đã luôn mẹ, chua chua ngọt ngọt. Ừ. Nó giòn đã. Nửa ký đường. À, không tới nửa ký. Nửa ký. Nửa ký luôn hả? Ừ. Mẹ thêm cái nữa hết luôn nửa ký. Nửa ký đường với khoảng 2 chén giấm à. Rồi nước. Ừ. Một chút muối. Một chút muối. Rồi mình pha vô. À, giờ mình ăn thịt nè. Thịt mình cắn là phải mình vẽ là phải có mỡ với thịt. Đó các bạn thấy nè. Ui. Đã luôn mẹ. Ừ. Kho mấy tiếng hồ á. Vậy nè, mấy tiếng á. Gặp mình ngon không, con không? Con này con kho mà. Không không? Con kho 1 tiếng à. Rồi ơi, bả vậy. Ngon hơn con thiệt. Ừ. Phải di truyền từ mẹ mà. Đó. Ngon. Con thấy từ cái trứng gà, trứng vịt nó thấm hết trơn luôn ở trong. Hôm bữa con kho với hồng vịt lồng đào. Không ai coi hết. Để coi cái này coi mẹ làm cái nha. Coi có ai ủng hộ không? Ai ủng hộ không nha. Mỡ nó béo nè các bạn. Ăn cái mỡ này không ngán lắm. Nhưng mà mình ăn ít thôi. Ừ. Ăn với dưa chua nó không ngán, không. Trời ăn hết chứ hết là cơm á mẹ. Lâu lâu. Tụi mẹ nấu cơm khô nữa. Ăn miếng ớt nè. Cay không mẹ? Cay nha. Dạ. Cay, không. Cay mà cay chứ không phải cay. Để mà kể là bà Tư cho nghe. Sao bà Tư nè? Bà Tư chỉ cho muốn à. Bà đang bị bệnh. Cái gì bị bệnh? Nhức đầu quá. Ra bị bệnh hả? Ừ. Rồi cái anh chỉ lại. Cái mẹ mới nói phải không nha bà. Đang bị bệnh. Bà đang nhức đầu bà quên đó. Cái bà không nhớ bà nói em. Cái ông Tư nói. Ừ. Tôi có thấy nó làm vậy đó. Không có trụng. Rửa cho sạch nó muốn. Rồi bắt nước giấm đường vô. Bắt vô mà thiệt. Ngon ha. Đó như hôm bữa bà làm hôm bữa đám gì đám ở đây à. Ừ. Bà làm cái bữa sáng bữa trưa bà làm cái chiều đem qua ăn luôn á. Ừ. Làm ăn liền luôn á. Làm này mà bạn nào mà cần làm ăn liền á, bà làm kiểu này. Ngon, giòn ớn luôn. Cho lên tim lại mình nhát nhát xuống. Nhát xuống nước. Mình ngâm. Ừ. Ngâm nước. Nó mới mau nguội. Ngâm mới mau nguội. Nó mới hẳn chín. Rồi để nguyên nồi mới ngâm luôn. Ừ, nữa. Ăn đảo quá. Không ngán em. Sao? Không ngán. Như chua chua á. Mẹ mua ba cái tỏi này là mẹ ăn mấy mạnh vậy? Sống mẹ ăn được. Sống được. Ăn hầm nồng. Đúng thôi. Nó có đồ chua trong đó là nằm gì đó. Hết rồi đâu ăn thử rồi. Thử rồi. Ừ. Con bị nóng trong mình à. Con nước nhiều rồi.
đổi với mình hấp á, hay mà nó chín á nó bùi, nó không có còn nồng nữa. Con ăn một bữa ăn con lấy một tép tỏi, con ăn ăn cái thò tỏi luôn, không có tốt lắm thiệt không. Mày ăn tỏi với là ma nó sợ, nó chạy mày luôn. Ừ. Thôi dình phải không? Thôi dình. Ăn hết là cơm thiệt tướng ơi. Rồi mẹ nó khô nữa, ngon á. Con thấy ăn gạo thô rồi nè. Thơm theo gạo thơm mà gạo mà mấy người thôi. Con nấu anh chế chịu nước. Cũng vậy à. Học cơm nó dính ướt kiểu như nó dẻo dẻo á, ăn không được. Kiểu như cơm mà dính lên cục vậy nè. Ừ. Dính cục giống như sâu vậy. Ăn chừng chén một ngán. Ngán. Thằng cơm vậy nè, cũng khô vậy nè. Dính cơm dính thông dên là nó gờ gờ vậy nè. Đi tới nhà ai mà ăn cơm mà gặp cơm kiểu như gạo thơm mà nó vậy á, chứ thêm chén canh nữa ha, ăn chén nó bọc ngon. Ừ, cái đó mà ăn canh nữa ngán. Canh nó ngon thiệt đó. Bây giờ không phải đâu phải bảo mà bảo mà bị bắt mà vì chú chắc của anh gì út dạ chắc ngay vậy ăn. Ừ, bắt cay nha, vậy mình đã mới ăn nguyên miếng không không có thế à, đâu cay tại vì miếng sao đâu có cái họ cái nhị nó cái ruột rõ cái ruột nó bị cay. Cái cục điện nó chậm gì cho nó leo lên đó nè. Đâu được. Không được, cục điện của ta đâu chậm. Ta đâu leo lên xuống được. Ví dụ như... Nói cục điện không nè. Hả? Cục điện... Thanh Long. Ăn cơm xong rồi các bạn. Nó ọc ghê không? Hôm nay nước. Các bạn thấy hôm nay trời mưa nước khỏi cái bực có cái đó luôn. Gà muốn về gà muốn nó trôi vậy. Nay nước đục quá không thấy cá luôn mà. Đó. Không ấy nó lội không thấy. Mưa cái đất nó chảy xuống. Đục cá rồi mày gãy rồi đó cái nó trôi đây rồi mày không gãy giữa. Nó ăn quạt quạt. Bữa hôm trồng bông súng trồng bảy ha. Thấy mình trồng xa giữa hồ. Thôi mà con tính trồng hai bụi lận. Nó sinh thêm bụi nó mình trồng ngoài nãy. Hay là ăn bụi được rồi mà. Bụi được rồi nó nhảy ra. Còn con hỏi con định là trồng đây là dễ, mình dễ hái nè. Lấy cây giật vô luôn. Con nhỏ con trồng giữa đó đó, rồi con dời. Dời lại đây đó. Nó mời mốt lên nó mọc ra nhảy tùm lum hết nè. Nhảy thôi mà. Hồi đó mẹ Trang trồng rồi đó. Nó đâu nhảy đâu à. Nó mọc từ từ thôi. Nó củ á, củ súng. Rồi, ăn cơm xong rồi, cho cá ăn rồi. Chào mọi người, cảm ơn mọi người nha. Cảm ơn các bạn đã xem video. Trời mà không có đẹp đâu các bạn. Rồi, xin chào các bạn nha.